Chào mừng các bạn đến với bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử và con người. Trong lúc tình hình Ukraine và Nga căng thẳng, một trong những nhân vật được quan tâm nhiều nhất là tổng thống của đất nước nằm giữa châu Âu và Nga này, ông Volodymyr Zelensky. Câu chuyện về xuất thân của vị tổng thống này có lẽ đã không còn mới nữa, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều đề tài, nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau để mà khai thác. Đây là việc khai thác chân dung một con người, không phải là phán xét chính trị hay đánh giá một quốc gia cụ thể nào đó. Trước khi chúng ta nói về người đứng đầu Ukraine cũng như xuất thân đặc biệt của ông, cần phải biết đất nước này đặc biệt như thế nào đã. Bản thân cái tên Ukraine đã mang nhiều sự chuyên Ukraine trong tiếng Ukraine có nghĩa là biên giới hay là vùng giáp danh. Và trong quá khứ thế kỷ 18-19, Ukraine còn được gọi với danh xưng là nước Nga nhỏ để phân biệt với nước Nga vĩ đại mà chúng ta được biết. Ngoại trừ Nga thì Ukraine là quốc gia lớn nhất ở châu Âu với diện tích hơn nửa triệu km vuông, chính xác là 603.628 km vuông, trải dài từ Nga ở phía đông cho đến Ba Lan ở phía tây và kẹp giữa Biển Đen ở phía nam, cũng như quốc gia thuộc Liên Xô cũ là Belarus ở phía bắc. Đất nước lớn kế tiếp họ tại châu Âu đó chính là Pháp với diện tích là 551.500 km vuông. Ukraine có dân số khoảng 43 triệu người và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 4.384 đô la Mỹ, thuộc nhóm nghèo của châu Âu, xếp ngoài top 100 của thế giới, nhỉnh hơn một chút so với một số quốc gia châu Á như là Indonesia và Mông Cổ. Tổng thống của Ukraine phải khẳng định luôn, trước đây là một diễn viên hài, một xuất thân vô cùng đặc biệt. Nhưng mà cái chuyện một người từ lĩnh vực khác làm chính trị tại Ukraine cũng không có gì làm lạ nữa. Trước khi nói về ông Zelensky, hãy điểm qua một vài trường hợp đặc biệt khác tại đất nước này. Ở Ukraine cũng có rất là nhiều câu chuyện thú vị xung quanh việc tranh cử tổng thống. Vitaly Klitschko, bạn có nghe quen không ạ? Nếu bạn thường xuyên theo dõi thể thao, đặc biệt là những chương trình quyền Anh thì không lạ gì cái tên Klitschko này rồi. Ông cũng đã từng tuyên bố tranh cử tổng thống nhưng mà sau đó tập trung vào vị trí thị trưởng của thủ đô Kiev. Đây là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp và là nhà vô địch hạng nặng của WBC. Ông chưa bao giờ bị đánh knockout, cũng chưa bao giờ bị thua điểm trong bất kỳ một trận quyền Anh chuyên nghiệp nào. Thực tế thì hai thất bại ông phải nhận là do bị dính một chấn thương ở vai và bị rách mí mắt trong trận đấu. Ở hai trận đấu đó thì ông đã bị xử knockout kỹ thuật chứ không phải là knockout theo kiểu đấm mà gục. Tuy nhiên tại thời điểm kết thúc trận đấu thì ông vẫn đang dẫn trước trên bảng điểm. Sức mạnh của ông cũng như việc ông sở hữu tấm bằng tiến sĩ đã khiến ông được gọi với biệt danh là tiến sĩ búa thép. Đây là một võ sĩ hiếm hoi trên thế giới có bằng tiến sĩ. Như tất cả chúng ta đều biết, Klitschko đã trở thành thị trưởng của thủ đô Kiev vào năm 2014. Tới năm 2020 thì cựu võ sĩ quyền Anh này đã tái đắc cử chức thị trưởng Kiev. Trong mắt ông thì đấm bốc đơn giản hơn là làm chính trị. Ông từng nói một cách hài hước như thế này: trong đấm bốc chúng tôi có luật lệ rõ ràng, còn chính trị luật lệ rất biến hóa. Chính trị giống như một trận ẩu đả diễn ra đằng sau vườn vậy. Tôi thường gọi chính trị là đấu võ tự do. Hay như quả bóng vàng châu Âu năm 2004, Shevchenko, tiền đạo lừng danh của AC Milan rồi sau đó không thành công tại Chelsea. Sau khi giã từ sự nghiệp vào năm 2012 thì Shevchenko đã nhanh chóng trở thành thành viên của Đảng Dân Chủ Xã hội Ukraine. Seva trở thành nhân vật quyền lực thứ hai của đảng này. Tuy nhiên trong cuộc bầu cử nghị viện thì đảng của Seva chỉ giành chưa đầy 2% số phiếu bầu và không giành được ghế nào của nghị viện, bất chấp việc đảng này được ghi nhận là chi nhiều tiền nhất cho chiến dịch tranh cử. Seva sau đó đã quay trở lại với con đường bóng đá và trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ukraine. Một chút ví dụ thôi nhưng cũng đủ để chúng ta nói về việc tại Ukraine thì điều gì cũng có thể xảy ra với giới chính trị. Vâng, không tại Ukraine mà trên thế giới cũng thế. Trong đời sống chính trị thì không thiếu những nhân vật từ giới giải trí rẽ hướng sang làm chính trị. Và trước khi trở thành lãnh đạo hàng đầu của Ukraine vào năm 2019, ông Zelensky từng được đông đảo người dân trong nước yêu mến với vai trò là một diễn viên hài và một nhà làm phim. Nổi tiếng nhất thì ông đóng trong series Người Đầy Tớ Của Nhân Dân. Trong series này, ông đóng vai một giáo viên nghèo nhưng mà trung thực, sau đó trở thành tổng thống một cách tình cờ với mục tiêu chống tham nhũng cao cả. Diễn viên hài ở thời điểm đó chia sẻ là ông có nhiều tính cách giống nhân vật mà ông đã hóa thân. Và trước khi đắc cử tổng thống, đương nhiên rồi, ông chưa từng có kinh nghiệm hoạt động chính trị ngoại trừ việc hoạt động ở trên màn ảnh mà thôi. Chính cái việc tham gia bộ phim trên đã tạo lợi thế ban đầu cho ông Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. Dù chỉ là nhân vật trong phim, ông phần nào đó đã tạo dấu ấn trong mắt công chúng là một con người trung thực và giản dị. Có lẽ là ông ta diễn đạt quá. Giống như ở Việt Nam chúng ta, diễn viên nào diễn đạt quá, đặc biệt là diễn vai ác, ra ngoài đường rất bị ghét. Còn nếu mà diễn những cái vai thân thiện, vai tốt thì ra ngoài đường đều được quý hơn. Đầu năm 2018, ông Zelensky đã đăng ký thành lập đảng đầy tớ của nhân dân theo tựa đề của bộ phim ông tham gia. Ông ta cũng dùng chính logo của bộ phim để làm hình ảnh đại diện cho đảng của mình. Khi đó người ta nói vui rằng hy vọng ông Zelensky sẽ tạo ra tiếng cười và sự lạc quan cho người dân đất nước mình, giống như cách ông đã thể hiện được trên màn ảnh. Diễn viên hài Zelensky khi đó đã đánh bại ai? Ông đã đánh bại đối thủ chính là Tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ, ông Poroshenko. Trong chiến dịch tranh cử, ông Poroshenko, vị Tổng thống lúc bấy giờ, nhiều lần cố gắng thuyết phục người dân Ukraine rằng đây là một cuộc bầu cử thực tế chứ không phải là một bộ phim. Người đứng đầu đất nước cần nhiều phẩm chất hơn là sự hài hước, là sự gần gũi và sự xuất hiện ở trên màn ảnh. Tuy nhiên, ông Zelensky, người không có kinh nghiệm chính trị, vẫn giành chiến thắng áp đảo. Người ta cho rằng ông nhận được nhiều sự ủng hộ vì người Ukraine đang quá thất vọng về tình hình lúc bấy giờ. Cuộc chiến với quân nổi dậy, nghèo đói, tham nhũng, thôi thì làm thế nào thì làm, cứ thay đổi là được. Sau khi ông Zelensky chính thức trở thành lãnh đạo của Ukraine, nhiều chính trị gia trên thế giới đã gửi lời chúc mừng đến tân Tổng thống. Trong đó lời chúc mừng của ông Jeremy Hunt, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh được quan tâm hơn cả. Ông Jeremy Hunt đã chúc như thế này: bây giờ, ông thực sự sẽ trở thành đầy tớ của nhân dân. Từ màn ảnh bước ra ngoài đời, một khoảng cách tưởng là xa nhưng hóa ra lại rất gần. Bên cạnh sự nghiệp làm phim nhiều thành công thì ông Zelensky có cuộc sống riêng tư khá êm đềm. Năm 2003 thì ông kết hôn với bạn gái cùng trường trung học thuở xưa. Vợ chồng diễn viên hài nổi tiếng này có một cô con gái đầu lòng cũng rất tài năng. Cô bé sinh năm 2004, thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật cũng như sự hài hước từ bố và sớm trở thành một sao nhí được yêu thích tại Ukraine. Đến năm 2013 thì vợ chồng Tổng thống đã đón một quý tử. Tổng thống Ukraine bén duyên với nghệ thuật từ năm 17 tuổi. Chúng ta nhắc lại lịch sử một chút với việc tham gia những cuộc thi hài. Đến năm 1997 thì ông thành lập hãng hài kịch của riêng mình. Trong giai đoạn đầu gia nhập làng giải trí thì ông vẫn chưa phải là một cái tên quen thuộc. Và chỉ đến năm 2006 khi mà ông tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ phiên bản Ukraine thì ông mới nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả truyền hình. Trước đó thì ông không học về diễn xuất mà học luật. Những người thích sự so sánh thường ví ông Zelensky với ông Donald Trump của nước Mỹ hay là diễn viên hài nhà hoạt động chính trị Beppe Grillo của Italia. Nhưng mà ông Zelensky thích ví mình với cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Và ông cũng đã từng đóng vai ông Ronald Reagan trong một chương trình truyền hình. Và bây giờ, ở phần cuối của câu chuyện, chúng hãy nói về những tổng thống khác cũng xuất thân từ diễn viên và đó cũng là những nhân vật được đề cập gần nhất. Đầu tiên hãy nói về cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Nhiều chính trị gia thế giới từng xuất thân là diễn viên, trong đó phải kể đến ông Ronald Reagan. Cựu Tổng thống Mỹ đã tham gia tổng cộng 69 bộ phim trước khi chuyển sang sự nghiệp chính trị. Thậm chí, ông Ronald Reagan được vinh danh với một ngôi sao có khắc tên mình trên đại lộ danh vọng Hollywood vào năm 1960. Dù theo học ngành kinh tế nhưng mà sau khi tốt nghiệp, ông lại được nhận vào làm bình luận viên của đài phát thanh với mức thù lao 10 đô la Mỹ cho mỗi trận đấu. Không chỉ sở hữu chất giọng truyền cảm và tài ứng biến, ông còn một người rất là điển trai, đó là những yếu tố cần thiết của một diễn viên thành công. Sau vài năm làm bình luận viên thì ông Reagan đã đến California để tìm cơ hội gia nhập Hollywood. Ông nhanh chóng lọt vào mắt xanh của anh em nhà Warner và được đưa đến thử vai rồi được ký luôn hợp đồng làm việc với mức thù lao lên đến 200 đô la Mỹ một giờ, hoàn toàn khác so với mức thù lao cũ mà ông nhận. Sau khi mà Nhật tấn công Trân Châu Cảng để ông Reagan nhập ngũ, nhưng vì bị cận thị nên ông không phải ra chiến trường. Thay vào đó, trong thời gian phục vụ quân đội, ông chủ yếu tham gia đơn vị sản xuất phim, chịu trách nhiệm tuyển dụng và cũng xuất hiện trong một số bộ phim về đề tài yêu nước. Trong suốt cuộc đời của mình thì ông Ronald Reagan luôn tỏ ra là một người quan tâm đến chính trị. Ông có nhiều tham vọng và cũng rất cẩn trọng về tương lai chính trị của mình. Năm 1966 thì ông nghe theo lời khuyên của một nhóm bạn và doanh nhân địa phương tham gia tranh chức thị trưởng California và đã cử 2 nhiệm kỳ. Tiếp đó thì ông tranh cử Tổng thống năm 1976 và cũng làm 2 nhiệm kỳ. Ở cả 2 lần ra tranh cử, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đều thắng một cách giòn giã. Trong đó có lần ông nhận được phiếu đại cử tri ở gần như là tối đa các bang trên toàn nước Mỹ, chỉ một bang không bỏ phiếu thuận cho ông mà thôi. Nhân vật đặc biệt tiếp theo đó là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước và sau khi trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, ông Donald Trump từng có vô số lần xuất hiện một cách chớp nhoáng trên màn ảnh. Chúng ta hay nói vui đó là diễn viên quần chúng. Với vẻ bề ngoài được đánh giá là điển trai lịch lãm, ông chủ Nhà Trắng một thời từng được mời tham dự không ít phim, dù đó chỉ là những vai diễn nhỏ thoáng qua với thời lượng xuất hiện ngắn và vài câu thoại đôi khi cũng chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhìn chung là muốn xem ông Donald Trump trên phim thì người ta cần phải ấn nút tạm dừng hoặc là đặt chế độ slow motion. Ông Trump có một quy tắc bất di bất dịch, đó là phim nào mượn địa điểm quay ở những bất động sản do ông sở hữu thì ông sẽ có một vai phụ, dù chỉ là thoáng qua như cơn gió mà thôi. Ngoài ra, những phim nào mà có sự xuất hiện của một nhân vật thật Donald Trump thì ông sẽ tự đóng vai chính mình. Nếu mà tinh ý thì nhiều người sẽ nhận ra ông giữ một vai diễn chỉ vài giây trong bộ phim nổi tiếng Ở Nhà Một Mình 2, khi chỉ đường cho cậu bé đang bị lạc trong khách sạn Plaza ở New York. Tại thời điểm đó thì khách sạn này thuộc quyền sở hữu của ông Donald Trump. Nói chung là sự nghiệp diễn xuất của cựu Tổng thống Mỹ thì không mấy êm ả. Ông Trump bị nhận giải Mâm Xôi Vàng năm 2019 và đó không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai ông bị xướng tên cho giải thưởng mà không ai muốn nhận này, sau lần đầu tiên vào năm 1991. Dành cho các bạn lỡ bỏ quên thông tin thì giải Mâm Xôi Vàng sẽ được trao cho những tác phẩm điện ảnh, các diễn viên và những hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất, một giải Oscar ngược trong năm của điện ảnh Hoa Kỳ. Người nhận sẽ được trao một mô hình quả mâm xôi màu vàng có gắn trên đế nhựa và mô hình này có giá khoảng 4,89 đô la Mỹ. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện về những nhân vật đặc biệt đã trở thành nguyên thủ quốc gia không chỉ tại Ukraine mà còn tại nước Mỹ và những nơi khác nữa. Nếu bạn cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.